hoa cúc đẹp lắm. Điện chị chưa có đâu. Cái này chả cá luôn. Rồi, cái này phai nhiều quá. Em nghe nói á, những người mà thích nhậu á, thà uống cái này hơn lấy xô. The third person. The $20 wash? So it's 21 now. Okay. Do I pay here? Oh. Yep, here. Is that what caused all the traffic? Make good money here. Yeah, nhiều anh đi xe nhiều gì một tháng cũng sẽ rửa một lần hai lần. Anh trời giúp anh trời mưa tắm giùm cho anh là sao nhiều đâu. Người thấy thấy chịu gì để hồi sinh á. What is something so pink? Wow,
So steering wheel. Put in neutral. Neutral, no brake. Okay, neutral. Yeah, no brake. Phải bỏ neutral. Cái này chặt cá luôn. Rồi cái này phải. Trời ơi, em nhà em khoái hồi lâu ảnh trồng mấy cây mà không đủ ăn. Chết. Vậy ăn không hết rồi còn không biết giờ có. Nó trổ bông nữa thấy không? Wow, cái này bự quá chị, trái bự quá chị. Ừ đó, trổ bông nữa nè. Tắt tàu á. Đã quá. Cái tắt này mới đúng tắt rồi. Này là người ta nói là của Việt Nam. Đúng, cái này tắt. Cái gì chắc là tắt nhưng mà tắt tàu là kêu á. Trái bự. Người nhà anh chị này trồng cây đã quá. Chú có trái nè. Cái đâu quýt rồi, tắt này nó tắt, có cái greenhouse thì trồng ở trong nhà mùa đông bên này. Đó, nó bự vậy. Trồng quá thoải mái. Có mùi tắt. Tắt luôn. Bự. Trời, trái chín đã quá này. Hay cho người ta làm gì đó, chân gà đó.
chân gà xả tắc á, xả tắc nha, cho đó gà xả tắc hả? Mình đầu tiên nghe ủa vậy hả, trái nhà đã không sao mà ngâm vô xả với nước tắc mà mình nặng á, chua chua ngọt ngọt hả, chua chua ngọt ngọt á, dễ ăn ăn mặn ăn chơi vậy là nó đầy quá chị không có cho nó nhảy ra đó. Nằm ở trong cái chậu đó luôn á. Giờ cây thanh long có trái chưa, nha đam có bông luôn, mới sinh người ta đó, đẹp quá, đem được kali về á. Cái này thanh long nè, nó phải đúng giống, nó đúng giống này, cái này này màu đỏ, còn này nó lên nụ nè, nhịp thấy không, cái này là gì, bông á, bông bông á, mốt là bông thanh long á, bông bình á, ồ bông thôi không phải bông là bình á, cái này cũng giống giống như Noel đó phải không ta, Noel nó tùm lum bông bông bình á vậy hả chị, mà nó màu đỏ, nó nụ quá chưa rồi cha, nó nụ á, nụ nó lên đầy quá chưa, nụ nè, đó nụ đó. Dạ. Trời ơi chừng nó nở em nhìn nó đẹp lắm luôn, đẹp lắm đã. Còn trống quá trời chỗ này chị, còn trồng được nhiều cái, lắm cái gì đó cho ngồi dưới nó hàng năm á, jacuzzi ờ luôn jacuzzi nó làm sẵn luôn hả chị, nóng xuống với dạ lúc mưa có luôn hả, nó làm cái này là đúng chồng em cần ở coi jacuzzi cái lưng vậy đó, ngâm ấm đó là ba con hai chồng ít khi nào ngâm đó, có một con á, ôi quýt nhỏ con á, lên khoái á, đã quá tắt đắt nhiều lắm, quá mê hả, chị quá mê cái mai tết hả, mai tết Việt Nam. Ôi ôi Emily nằm đây coi tivi ha. Ui là la. Không em hả? Em đang coi tivi nè. Đó. Tivi. Trời ơi nhà chị có hoa cúc rồi đó nè, chuẩn bị ăn Tết nè. Cúc rồi đây. Hoa đẹp chưa? Hôm nay đi qua nhà anh chị chơi, anh chị bạn mời qua nhà chơi nè, ở nhà của anh chị bưởi mứt Tết, ba bữa mua tặng nè để Tết nè. Món này là Tết là bắt lắm á. Cái này mà có uống nem cua bể. Chị làm thử nem cua bể. Nghiệp đưa chưa, nghiệp tặng cho họ. Chờ cái nó reo rồi nè, nó reo cái nó. Nó reo nó chạy vòng vòng vòng. À nó tới cái sắp lại ha. Nó hết nhạc nó quay. Nó đi. Thật ra thì chúng tôi đã bao được tới 32 bằng phát minh. Ôi trời, rượu. Em nghe nói á, những người mà thích nhậu á, thà uống cái này hơn lấy xô. Nó nói là giống như rượu đế vậy đó. Okay. Anh uống rượu đế à? Rượu đế. Cảm ơn chị. Đây qua lâu rồi nó uống. Spin nó không ba rồi. Nguyên cái chai spin luôn à. Bún bò Huế. Cái chị nói vậy. Nó ngâm mình đi qua Cali ra trường với bé. Qua bệnh, cách qua bệnh 2 tuần. Quê. Cali, Cali. Cali. Từ chỗ nó học cho tới LA. Chứ là nghiệp biết sao anh 1 giờ nè nó quay nè. Ví dụ như mình ôi ôi em bé mê quá rồi, mê coi, mê coi cái chương trình, chương trình ca nhạc Việt Nam quá rồi. Emily mê coi quá rồi nè, ngoan chưa nằm không có ó é gì luôn rồi, ngoan quá rồi. Hoa cúc đẹp lắm. Chờ bà nói phong ba
pháo, dây pháo. Pháo thời xưa, pháo đại thời xưa. Điện. Quê quê Bắc Ca. Bắc Ca. Thank you.